xin phép là những cái tính chất nào mà nó là tính chất học chung rồi thì chúng ta sẽ không đề cập đến ở đây và chúng ta chỉ đề cập đến những tính chất học riêng thôi các em nhé thứ nhất là phản ứng với phi kim nếu như chúng ta đã học ở bài trước rồi thì chúng ta thấy được rằng là nhôm có khả năng tham gia phản ứng với phi kim và phi kim của chúng ta sẽ chia làm hai thể loại đúng không nhỉ thể loại thứ nhất là uh, oxy đúng không bởi vì cái sản phẩm của nó sinh ra là nhôm oxit và thể loại thứ hai là một số phi kim khác nhá phản ứng với oxy này thì chúng ta thấy là nhôm cháy trong oxy tạo thành nhôm oxit với phương trình là 4 nguyên tử nhôm phản ứng với 3 phân tử oxy tạo thành hai phân tử nhôm oxit Al2O3 được chưa nhỉ? ở điều kiện thường thì nhôm phản ứng với oxy tạo thành một lớp oxit rất là mềm mỏng và bền vững và đó cũng là nguyên nhân là tại sao mà các đồ vật bằng nhôm thường rất là bền ở trong điều kiện thông thường các em nhé. Lớp oxit này bảo vệ các đồ vật bằng nhôm không cho nhôm tác dụng với các chất ở trong môi trường tạo nên cái tính bền của nhôm các em ạ phản ứng với phi kim khác các phi kim khác ví dụ như là halogen ở uh, clo lưu hình tạo thành muối đấy để xem nhà oxy thì tạo thành oxit còn các phi kim khác là tạo thành muối các em nhé đấy ví dụ như là nhôm cộng với lưu hình tạo thành nhôm sunfua al2s3 hay là nhôm khi đốt cháy ở trong khí clo tạo thành là alcl3 là nhôm clorua các em nhé đấy